Đây, hiện tại mình đang đứng tại khoái Châu Hưng Yên và cái toàn bộ những cái chi tiết của xe mình đã vừa đấy đã tháo ra rồi. Và bây giờ mình bắt đầu lắp đặt xe nhé. Trong lúc lắp ghép này thì mình cũng tiện và hướng dẫn luôn cái bạn chủ quán, bạn ấy có thể lắp ghép khi mà bạn ấy cần di chuyển đi đâu đó, có một cái sự kiện nào đấy để có thể là phục vụ những cái khách hàng yêu thích cà phê nguyên chất. Còn nhân đây mình cũng muốn gửi gắm đến những anh chị em mà khi mà anh chị em chưa nắm được cái bản chất, khi anh chị em chưa sờ, chưa được tận mắt thấy cái sản phẩm của eCoffee, cái mô hình xe đẩy này, thì anh chị em hãy đừng vội comment những cái câu ác ý như là nào đã đắt quá, nào là đó kia. Mình thấy rằng như thế nó rất là vô thức và không hiểu biết. Vì vậy là khi mà anh chị em đã kiểm chứng rồi, anh chị em thấy nó rất là hợp lý, vô cùng là rẻ, và thật sự ngay cả bạn chủ quán này, bạn ấy cũng là một người nắm được về cơ khí, cũng biết hàn, với bạn ấy cũng phải công nhận rằng khi bạn ấy nhận, bạn ấy vô cùng ưng ý. Và xíu nữa mình sẽ chia sẻ qua một cái clip phỏng vấn, bạn ấy sẽ chia sẻ nhé. Ok, vậy là chỉ trong ít phút thôi thì mình đã lắp đặt hoàn thiện trong xong cái chiếc xe lắp ghép này. Đấy, đây là toàn bộ cái nhận diện của chiếc xe này, các bạn nhìn thấy rất là bắt mắt đúng không ạ? Ok.